Xin chào mừng cô chú, anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú, anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để quay clip cho các bạn xem là vườn của mình đã bị con raccoon nó vào tấn công. Thì nó đào hết đất ở trong những cái chậu mình trồng bầu bí mướp lên các bạn. Đó. Thì nó đào và nó đem rễ của những cái cây này ra ngoài. Thì Quỳnh Mai mới làm nhiều phương pháp để phòng ngừa nó, nhưng mà cũng không có được các bạn. Thì các bạn nhìn thấy trước hết Quỳnh Mai lấp đất lại những cái lỗ nó đào xong rồi lấy gạch chèn lên trên mặt. Đó, các bạn nhìn thấy mình lấy gạch đỏ chèn lên mấy cái gốc. Nhưng mà qua ngày hôm sau nó lại nó rất là mạnh. Nó hất văng mấy cục gạch xuống dưới đất luôn các bạn. Cái cục nào mà gần ở ngoài ấy, thì nó hất văng xuống. Còn những cục ở trong còn lại thì nó đào tất cả là 4-5 lần. Rồi Quỳnh Mai mới lấy gạch tấn nó như thế này. Thì cũng đỡ phần nào thôi các bạn. Thì các bạn nhìn thấy những cái chậu mà mình trồng bầu bí mướp mình đều bỏ gạch lên trên hết trơn để cho nó không có đào lên được các bạn. Đó. Thì tất cả là hết 6 cái chậu đó, mình 3 cái chậu 3 cái thùng này mình trồng là bí đỏ nó cũng đào. Rồi tới cái thùng mình trồng bầu nó cũng đào lên luôn. Nên mình lấy gạch mình chèn cái gốc hai dây bầu lại đó các bạn. Rồi bầu mình đang có trái đó. Các bạn nhìn thấy cái trái nó dài. Bầu này là bầu da trơn chứ không phải là bầu sao các bạn. Nhưng mà ăn nó cũng ngon và ngọt tại vì nó tươi. Thì cái dây bầu này mỗi nấc lá là một trái. Thì cái con raccoon nó đào lên nên mình lấy gạch mình chèn lại lần thứ nhất, nó lại đào lên nữa. Rồi mình lấy cái lưới mà giăng phòng hờ những con sóc với lại con chim rồi nó lại nó ăn trái cây đó. Mình lấy loại lưới đó mình bao chung quanh. Thì các bạn thấy nè, đó, mình bao chung quanh cái gốc dây bầu bằng cái lưới đó luôn. Rồi mình bao tất cả các chậu lại bằng cái lưới làm bẫy cho chim đó các bạn. Đó thì thấy đỡ hơn một chút. Thì các bạn nhìn thấy coi, cái con đó nó đã tàn phá cái vườn của mình, chỗ nào nó cũng đào lên hết. Những cái thùng trồng bầu bí mướp nó cũng đào. Rồi tới cây gốc cây hồng trái nó cũng đào lên luôn. Rồi củ kiệu nó cũng đào, các bạn nhìn thấy không? Cái củ kiệu của mình nó đào, nó đem cái củ để lên trên mặt đất vậy đó các bạn, mà nó không có ăn. Nó đào cái lỗ sâu quái luôn. Không biết nó tìm gì dưới mặt đất, mình nghi là nó tìm những con trùng hoặc là những con gì mà nó thích ăn nên nó đào lên. Thì hôm nay mình mới ra vườn để chia sẻ với các bạn là vườn của mình bị con raccoon vô phá. Thì mình làm hết sức bằng cách là mình dùng lưới để bao chung quanh vườn lại. Rồi những cái chậu này thì mình lấy gạch mình tấn rồi mình chung quanh gốc của bầu bí mướp. Thì thấy nó không, đêm hôm qua thấy nó không có đào lên được nữa, nhưng mà nó lại đi kiếm những chỗ khác nó đào các bạn. Nên Quỳnh Mai mới đi ra lô mua cái loại thuốc để xịt nó các bạn. Đó. Thì các bạn nhìn thấy đây là những cái cây sung của mình, nó cũng lại gốc nó đào. Rồi đây là gốc cây hồng nó cũng đào luôn, các bạn nhìn thấy nó đào cái lỗ như vậy, bên kia lỗ nữa các bạn.
làm đứt rễ, có thể đứt rễ những cái cây mình trồng luôn, rồi cái cây của mình nó sẽ chết. Nên Quỳnh Mai mới đi ra lô hỏi người ta cách nào mà làm cho con chồn á, con raccoon đi chỗ khác, tức là go away, đi chỗ khác. Thì người ta có đưa cho mình một chai thuốc pha sẵn để dùng, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn nha. Mình đi ra tiệm lô hỏi thì người ta giới thiệu cho mình cái loại thuốc pha sẵn như thế này, để mình xịt cho cái con raccoon với lại những con chuột, con nai, tất cả các loại con mà người ta in hình trên đây, nó sẽ nghe mùi và nó đi chỗ khác. Thì người ta nói rằng nếu mình xịt trong vòng một tuần lễ thì nó sẽ đi chỗ khác và nó không có trở lại các bạn. Thì các bạn nhìn thấy đây là chai thuốc đó, Repel R đó, Animal Repelling. Thì trong này có cái hình con raccoon, là cái hình này các bạn, là cái con này, rồi nai, rồi thỏ, rồi con chuột, con chim, con mèo, tất cả các loại con mà nó phá hoại cái vườn của mình. Thì Quỳnh Mai giới thiệu với các bạn là nếu vườn các bạn có những con này phá hoại thì các bạn đi ra lô mua chai này về xịt. Thì hôm qua Quỳnh Mai xịt thì thấy cũng có hiệu nghiệm đó các bạn. Sáng ra mình kiểm lại coi có chỗ nào nó đào hay không, thì mình thấy nó đào ít lại. Bây giờ nói chung vô trong cái vùng mà mình trồng dưa leo đó các bạn, nó đào 2-3 lỗ. Nhưng mà hôm nay chiều nay mình sẽ xịt vòng quanh hết để cho nó có mùi. Thì hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ là Quỳnh Mai đã làm, là làm trước hết Quỳnh Mai làm hàng rào kẽm bao quanh cái khu vực của mình, xong rồi mình còn rào thêm một cái đó là phía dưới đất. Còn phía trên Quỳnh Mai dùng cái dây, cái kẽm mà bao gà loại tròn tròn đó các bạn, mình cũng bao bọc phía trên hết. Rồi cái thứ ba là mình dùng lưới của lưới cho con chim nó không có vào được đó các bạn. Mình bao lại nữa thì tới 3 loại lưới, và bây giờ mình xịt thuốc là 4 loại để ngăn ngừa cái con raccoon vào trong vườn của mình phá. Thì hy vọng rằng nó sẽ không có, nó đi chỗ khác và nó không phá nữa các bạn đó. Thì hôm nay Quỳnh Mai làm cái video để chia sẻ với các bạn là vườn nhà mình bị con raccoon vào phá, ăn phá, đào đất lên, làm cho đứt rễ những cái dây bầu bí mướt của mình. Nên mình tìm biện pháp để ngăn chặn. Thì mình chia sẻ với các bạn là mình dùng dây kẽm, lưới kẽm, xong rồi lưới của chim. Thì mình thấy cái lưới chim cũng có hiệu nghiệm lắm các bạn. Nó rất là sợ con sóc với lại cái con raccoon này. Mình nghĩ nó sợ dướng vào trong cái lưới chỉ đó hơn là cái lưới kẽm các bạn đó. Và người ta nói rằng cái con này nó biết leo, nó sẽ leo ở trên cao rồi nó leo xuống. Nên mình mới dùng lưới chim mình phủ ở phía trên các bạn đó. Thì mình chia sẻ với các bạn thêm cái loại thuốc này nữa. Các bạn nào có gặp trường hợp giống như mình thì mua cái thuốc này về xịt, nó có mùi các bạn, thì cái con đó nó hửi cái mùi đó nó không thích rồi nó đi chỗ khác. Vậy video hôm nay là Quỳnh Mai chia sẻ cho các bạn về cái loại thuốc xịt này để trừ những cái con động vật nó lại phá vườn mình. Vậy video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn
vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để mình Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.